chào các bạn. Lúc này vào khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2022, hiện mình đang có mặt trên sân vận động xã Nam Thanh. Mời các bạn cùng đón xem trận đấu bán kết 2 giải bóng đá Nam xã Nam Thanh lần thứ 2 năm 2022 giữa hai đội bóng xóm 2 và xóm 3 được tổ chức trên sân vận động xã Nam Thanh. Đây được coi là trận đấu hấp dẫn nhất giải bởi cả hai đội bóng đều ngang sức ngang tài và là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của mùa giải năm nay. Hiện nay bầu không khí trên sân đang rất cuồng nhiệt bởi lượng khán giả đến sân ngày một đông, được lượng hơn 3.000 khán giả đang có mặt trên sân. Cổ động viên của hai đội cổ vũ cuồng nhiệt và rất fair play. Đội bóng xóm 2 ra sân trong trang phục áo đỏ quần đỏ, đội bóng xóm 3 trong trang phục áo vàng quần đen. Sau đây là một số hình ảnh và không khí trên sân, mời các bạn cùng đón xem. Bơi lúa này đàn mã quả có như thế này.
Thank you.